Hai diễn viên đình đám Park Seo-jung và Kim Da-mi hẹn hò. Trong những ngày gần đây, thông tin hai diễn viên nổi tiếng Park Seo-jung và Kim Da-mi hẹn hò được hơn hai tháng khiến người hâm mộ tò mò. Một số nguồn tin tiết lộ rằng phía công ty quản lý của Park Seo-jung đã xác nhận tin đồn tình cảm này là chính xác. Park Seo-jung và Kim Da-mi được cho là đã phải lòng nhau sau khi cùng đóng phim tầng lớp Itaewon. Tuy nhiên, công ty quản lý của cả hai không hề lên tiếng về điều này. Trước đó, những cảnh tình cảm mãnh liệt, những khoảnh khắc lãng mạn Nóng bỏng của Park Seo Joon và Kim ja Mi trong tầng lớp Itaewon đã làm cho nhiều fan hy vọng hai diễn viên hẹn hò ở ngoài đời thực, truyền thông Hàn Quốc cũng chỉ ra nhiều điểm nghi vấn giữa Park Seo Joon và Kim ja Mi. Theo trang Celebcity, hai diễn viên thường xuyên được bắt gặp cùng nhau tại nhiều sự kiện và lễ trao giải. Sự tương tác thân mật và mối quan hệ thoải mái của cả hai giải khiến khán giả liên tưởng đến việc họ đang thực sự hẹn hò, trang tin này nhận định. Trái lại, nhiều khán giả cho rằng chuyện Park Seo Joon và Kim ja Mi hẹn hò chỉ là tin đồn vô căn cứ. Việc các diễn viên tương tác gần gũi với nhau không phải là điều hiếm gặp. Bên cạnh đó, không có bất kỳ bằng chứng rõ ràng nào về việc cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương. Phía công ty quản lý của Park Seo Jung cho biết, thật khó để xác định cuộc sống riêng của nam diễn viên. Trong khi đó, Park Seo Jung tỏ ra không thoải mái khi bị soi mói đời tư.